đèo mây nghe lòng gió ghen đã viết công cha. Vực sâu hun hút, con sông như đường tìm. Người treo trên cao tranh vênh vạch núi, đẽo đá trên cao thành những con đường. Đưa ta về đây nơi địa đầu tổ quốc, đưa ta về đây, về đây trên đỉnh Ma Phi Lem. Rừng chiều nghiêng nghiêng nắng, mây đang bay về đâu? Đèo trên khung sâu in hiền vạch núi, đã sáng năm xưa giờ qua mây chiều. Cho ta hẹn nhau nơi con đường hạnh phúc, cho ta chờ nhau trên đỉnh Ma Phi Lem. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền mang miso thì vừa mới đi xin cành đào Tết về cho anh Miso. Thì bên phía Media Mart họ đã vừa điện cho Hoàng Hiền là họ đang giao TV đấy, về cho nhà anh Miso. Ở video trước thì các bác đã xem là kệ là lắp đẹp cho nhà anh Miso rồi. Đây, món quà của cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ giúp nhà anh Miso là 30 triệu đấy, để sửa sang nhà, mua tivi, mua kệ, sơn nhà, lát gạch hoa. Đây, đấy, đào Tết đây. Kiếm cái bình. Đại ca có bình không? Có. Nhà anh Sô ra Tết là sẽ tiến hành là bắn mái tôn đấy. Chuyển hết những cái bao tải ra ngoài, lát gạch hoa, sơn nhà. Ôi. Đào Tết của bác Miso đây. Đấy, cái hoa đồng tiền nó anh Sô, anh đi thành phố anh mua 70k hoa đồng tiền. Đấy, bên trong nhà bác Miso đây. Giường ngủ đây, màn đây, ai à, đấy, lọ đấy. Anh dạ, nên đấy, đẹp đấy. Đọc huyền đấy. Chéo chéo như là một kiến sĩ. Đọc huyền của bác Mỹ Sô ấy. Ai à? Được đấy. Đúng không khí Tết à? Nhưng mà anh buộc kiểu gì đâu, buộc vào cái kia. Anh có cái đinh đây, của kia anh đóng đây rồi mà. Đâu để lên ghế giữ cho. Ây da. Từ. Rồi, được rồi. Đâu anh buộc cái gì nhỉ? Níu níu vào rồi. Hôm nay anh hay buộc đinh mà. Đinh sẵn này. Níu vào cách này nó. Được ngang, tới không? Tới. Dắt nó vào trong cái trần của thân buồng. Thao, không biết gì. Phật. Cành nó nặng quá, nó đông bựa ở ngoài.
Hả? Cái này anh phải lấy cái dây anh buộc vào cái kia rồi. Hả? Cho cái kia cũng buộc kia được. Đâu? Máy. Cái này thánh bảo. Cái nào nguồn nước nước. Có nước rồi à? Rồi, bà vào đấy. Ok. Đấy, được rồi. Ok. Tức là cái bản rồi. Ừ. Đấy. Nâng được không? Không, thoải mái. Ờ, được, được, được. Nhất định không còn. Ok. Đấy, mà anh bị chậm mua một nọ nữa. À. Mà vừa tầm đeo. Được. Không biết Tết nhà bác Miso. Đây này. Họ đang điện là họ đang gần đến đây rồi. Đang ở dưới đình đình nhà Kè. Dưới cách 100 mét. Ngóng tivi về nhà. Chú à? Ở chú nhá. Đâu anh à? Mít kilo. Dao anh nhá. Ai à? Ấy cái ông hay làm bánh mà. Vâng. Đi làm bánh để đi bán. Ừ. Ngày thường đấy. Tết vâng. Đấy. Bà con ai bận và không gói được thì ship tận nhà. À. Bánh trưng chỉ có kiểu bánh nhỏ. Vâng. Ngày thường bánh giò, bánh dặm. Vâng. Bánh khoai. Vâng vâng. À, đi ship khắp làng xung quanh. Ôi, không khí Tết à. Vui không anh Sô? Anh vui lắm, các bác ạ. Các chị ạ, em hôm nay em có kệ rồi này, có tivi mới rồi này, rồi có đào rồi này. Ấy đấy, có Tết về tới nhà rồi ạ. Ấy thì em vui lắm, không bao giờ nghĩ là em có tivi và kệ để xem đâu. Vâng. Em mừng lắm. Tết này là có tivi xem rồi? Có tivi xem hết rồi. Tết này tao xem là hoan nghênh nào. Vâng, vâng. Đây này. Đấy, đây, đây, đây. Đây rồi. Tivi đến rồi. Tivi đến nhà rồi. Đấy. Đấy, anh sau dẫn nhà, chị nhà. Hello anh nhá. Vâng. Con CX43 đi phải không anh? Đúng rồi anh. Vâng. Điện máy xanh. Ui. Anh chờ em lâu chưa? Từ lúc em về đấy. À, thế ạ? Vâng. Anh vừa ra một con dưới chạy mới à? Tết này họ nhiều nhà mua Smart TV. TV 43 anh. TV rẻ lắm các bác. TV to loanh rẻ. Còn 6 năm 70 inch có 15 triệu. Coi. Nếu anh xô ra Tết sửa sang đẹp ngay. Thay mái tôn này, sơn, lát gạch vào, kệ tivi lên, nổi bật luôn.
mọng nhỉ. Mới đét. Cái này sao mình có bóc không? À mình thích thì mình bóc thôi. À. Cái này họ dán để làm gì? Để nó đá cũng chả ảnh hưởng gì. Để chống xước viền khi mà mình vận chuyển. À, chống vận chuyển. À, à, à. Con này điều khiển của nó có nói được không? Em chưa chưa thử à? Con nhà cô Hảo nói được đấy. Con TCN. Cái này không có không định mua con TCL giống như cô Hảo với nhà cô Toán nhưng mà hết rồi. Nói cái là nó có cái mic ở đây hay anh đặt lên bàn anh dừng bàn lên bàn. Ờ ờ sẽ bị vỡ màn. Ừ, Tết này là nhiều nhà họ mua rồi. Đấy lên rồi đấy. Cái kệ anh xô thì nó rộng này. Đấy. Sau anh xô có tiền anh xô mua cái to nữa thì cái chân nó vẫn để thoải mái. Đấy, nó không bị hụt cái chân kia. Vâng. Năm năm mà cái chân nó phải ra đến hơn 1 mét. TV lên cãi gái nổi bật ngay. Bóng quá. Mikino, lại chào chú Điểm nhá. TV đã về nhà. Đấy. TV đã về rồi. Nhà anh Mitsu đây là kéo được đầu wifi từ nhà ông sang bên này. Đây là có wifi xem. Đây, nhà nào cũng có hết. À. Nhưng mà tạm thời Mitsu đang quên mật khẩu sao? Phải không anh Châu? Nhà chú đây bắt được không? Có. Nhưng mà... Đó. Không có bắt... Bắt tạm nhà chú Điểm cho anh... cho anh ấy kết nối. Ừ. Anh ấy cài đặt các kiểu. Mang chút khỏe. Vâng. À, thử điện thoại bắt đây được. Nhà chú là cái nào? Đấy. Nhớ rồi. Cái nào trong những cái này? Đây đầy wifi này. Luận nhớ rồi. Dạ. Luận lập. Có cái kiên nhớ đấy. Đấy, điều khiển này. À, con này có cả nút ấn để YouTube đúng không? Ấn phát lên YouTube luôn đúng không? Ai à? Bây giờ là họ tích hợp tiên tiến bởi vì là họ biết mình xem YouTube nhiều. Đấy. Bây giờ chủ yếu là lên YouTube xem. Vâng. Vâng. Mà nó cháu mình sâu xem á, nhiều con 6 năm binh, 7 năm binh họ xả cuối năm ấy. Đấy, có con 10 con 7 năm binh Samsung mà có 14.900.000. Đây là giúp mua con ấy là cái vâng. Vâng. Bây giờ nó có nhiều hãng. Mấy này nó điện tử bây giờ nó cạnh tranh nhau nhiều hãng, giá rẻ. Là trước 15 triệu có vô trên 50 tỷ. Đúng rồi. 15 triệu. Chuẩn xác rồi. Cái này thiết kế nhìn chắc chắn nhá. Không cái pin chắc chắn. Cái pin em kiểm theo vào nhiều thứ dưới này bệnh lắm. Pin rất là bền. Chưa nhanh rồi, cũng bảo thông minh. Các mạng bảo bước đầu. Vâng. Có. Có không anh? Đây, đang nắp rồi. Ừ. Đây là quán ở bên dưới. Chả biết là lẫn đâu hết. Đây, số điểm đi. Đây, đâu nhỉ? Đấy. Bắt cái dương quang sô thôi. Bắt sông. Dương Quang Sô hiện không? Cứ cài đặt đã. Cài đặt xong đấy. Từ 0 tới 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Vâng.
Số nó quên mật khẩu wifi. Đây đang bắt của ông. Quên mật khẩu. Và qua 32 hỏng không khá đổi khác. Ừ. Bây giờ tivi rẻ không ấy? Vâng. Bây giờ 5 năm inch vẫn là bé. Đâu trước là kết xe đầu bóng ấy không có. À. Mua trước đó có 21.000. Thế mình có cần anten không? Không cần. Đâu. Không rồi. Mạng rồi. Anh bắt mạng cho anh sổ được. Vâng. Anh ấy chủ yếu anh xem mạng. Vâng. Mà xem các kênh VTV nên FT ấy xem được mà. Giờ ai xem giàn nữa. Giàn bây giờ là chỉ xem mấy kênh VTV là đỡ giật thôi. Đấy. Mấy mạng giật hết. Ừ, cũng xem được nhưng mà phải mạng căng thì nó mới ấy, còn không nó vẫn bị giật. Mạng của chúng rất là khỏe cực kỳ luôn. Ừ. Thế bây giờ hơn 200.000 một tháng này, 201.000. Dạ. À. Trước giờ đi chung nhà này. Xem mạng xem thích lắm. Ừ. Xem cả nhà suốt ngày không chán. Cắt kiểu mà không thiếu một thứ gì hết. Xem Hoàng Hiền liên đội. Xem suốt. Chú điểm đấy, chú điểm đấy. Xem hai trận đây. Mua vừa, TV mua cậy. Xem TV chưa? Xem tập cháu đi mua cậy chưa? Rồi. Xem rồi à? Rồi. À. Mua cậy mua TV nhưng không biết số. Vâng. Điện thoại bắt này căng nhá. Điện thoại bắt cái của anh Dương Quang Show căng này. Ừ. Do là TV và điện thoại nó tần số nó khác nhau đấy. Vâng. Cái này nó bắt cái này cho khỏe này. Vâng. À cái anh đang đổi này TP-Link như phải không? Em đang đổi khác. À. Đẹp quá. Đẹp tuyệt trần. Giấy khen này, học giỏi chưa? Tiền học ấy, rất giỏi. Thì nhạc làm loa nghe nhạc nhờ. Không đi. À. Cắt kiểu đây. Đấy. Cái mật khẩu dự thi tiên ấy. Cho nó phải từ 09. Được rồi đúng không? Đấy nhờ. Nhanh như gió ấy nhờ. Đúng rồi chuyên nghiệp. À. Ai à? Ờ. Em đi bố tí cho. Cảm ơn nhá. Nhanh như gió. Đây ạ. Chưa lấy 1 phút. Từ 09. Ừ. Làm bao giờ có điều kiện làm dàn karaoke quán bia hả quán bia cái gì bún bia một ấy. Quán bún bia ơi à một quán bún bia được ừ. Đúng nếu anh xô mà mở quán mà có karaoke cho các bác hát là được ấy nhỉ à. Được anh xô đang dự tính là sau này anh ấy mở tạp hóa rồi giờ hai bố con tôi và sau quán tôi là sửa xe quán sửa xong rồi đấy và bán hàng đây vâng nhiều lúc vất vả vâng à đây đấy cầm nét này anh tìm Hoàng Hiền tìm Hoàng Hiền luôn nét căng nét nhỉ màu đậm đấy bất tinh như tình hình màu đậm nét tivi đời mới có tiền mua máy rửa xe xong rồi rửa xe máy à mua máy rửa xe máy à. Mua bơm hơi nữa cái đấy thì phải mua bơm hơi cả bộ ấy bao tiền hơn 40 triệu bao nhiêu mười mấy triệu à ai nào mạnh đấy nhỉ rửa trong làng này phải rửa ngoài kia rửa cao cấp thì nó cũng mua nhiều nhưng mà chủ yếu xe máy ấy thôi gì máy rồi đa số trong làng đa số xe máy rồi xăm đấy chào anh bố rửa xe vào đây ơi vào đây em ơi đấy ra Hoàng Hiền rồi anh ấn được cây nhé vào đây em vứt nhờ xe kia
Mic cái đó các anh. Đấy anh mở luôn, video đầu tiên. Đấy. Hello anh. Đấy. Đây luôn. Nghe đấy. Anh, muốn vào nước anh ạ. Ôi, ông chân chè Thái Nguyên đó. Đấy, nè đấy. Đấy, anh cho ngồi cùng chị Hà này. Như đường tiên, người treo trên cao tranh vành vách núi đã bằng thành những con đường đưa ta về đây nơi địa đầu tổ quốc, đưa ta về đây, về đây trên đỉnh Mã Pì Lèng. Về đâu? Đây họ mua mạnh. Giờ hoa mây chiều, ta hẹn nhau nơi con đường hạnh phúc. Ui, màu đẹp chưa? Chờ nhau trên đỉnh Mã Pì Lèng. Ui, nhìn sâu con bò này. Đúng rồi, so sánh con bò ngày đầu mới bây giờ to khác hoàn toàn nha. Đợt trước là nó cao nhưng là chưa có khung như bây giờ. Giờ người đã đậm này. Xin chào tất cả các bác nhá. Ok ok. Đã quay trở lại. Rồi, tắt tiếng rồi, phải gửi tiền. Vậy. Bây giờ Hoàng Nghiệp sẽ gửi cái tiền tivi cho anh. Tivi mua là bao nhiêu anh nhỉ? Để xem món đơn. À 6.490.000 nhưng Hoàng Nghiệp đã trả 1.000.000 ở trên quầy rồi. Bây giờ thanh toán là 5.490.000. Tiền chạy đâu hết rồi. Một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng, năm đồng, sáu đồng, bảy đồng, tám đồng, chín đồng, 10 đồng, 5.000.000. Đấy. À, một đồng nữa, 5.000.000 này. Đấy. Thôi anh cũng có thể lẻ ấy thôi. Có. Đó. Em có thể lẻ. Vâng, ok. Đấy, anh đến đủ tiền của anh. Vâng, ba, 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 ba. Đây là anh này giao mấy cái liền. Đấy anh giao một cái chứ chạy mới. Tết là đông người mua. Vâng. Tranh thủ từng phút lấy anh cái giao cậy anh phải về luôn. Không có thời gian đấy. Không thời gian uống nước. Ừ. Thế là Tết này bác Miso là ở nhà tiếp khách. Xem Hoàng Hiền. Nghe Bôn Lê Đô, xem hai Tết. Tuyệt vời. Cảm ơn anh nhé. Xin chào anh. Rồi, ok. Vâng, chào nhá. Xin chào. Cháu xin con, cháu cảm ơn cô Thúy Hằng ạ. Tình hình nào vô tuyến và cạn về tới nhà an toàn rồi ạ. Thì qua đây cháu cũng con lời là cháu cảm ơn cô và chúc cô và gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cháu không biết nói gì hơn. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cháu
cảm ơn cô. Không có gì hơn nữa. Vâng, cháu mừng quá cô ạ. Vâng. Caramel cầm anh để anh lên sóng tí. Xin chào các bác nha. Qua đây thì một lần nữa thì cháu Hoàng Hiền cũng xin phép được thay mặt cho anh Sô cũng như tất cả các bà con ở trên kênh của cháu đã được cô Thu Hằng giúp đỡ. Cháu rất là biết ơn cô và cháu thay mặt cho bà con, cháu xin chân thành cảm ơn cô rất là nhiều và cháu kính chúc cô cùng gia đình năm mới là có một sức khỏe dồi dào, thật nhiều bình an và hạnh phúc. Đó. Và qua đây thì cũng cho Hoàng Hiền xin được gửi tới tất cả các quý vị khán giả cũng như tất cả các mạnh thường quân. Trong suốt thời gian vừa qua, Hoàng Hiền làm YouTube, làm những chương trình thiện nguyện giúp đỡ bà con, mang đến những cái niềm vui cho bà con, đã được tất cả các mạnh thường quân đồng hành cùng với Hoàng Hiền đấy, cũng như tất cả các quý vị khán giả theo dõi video và đăng ký kênh rất mạnh ủng hộ Hoàng Hiền để tiếp thêm cho Hoàng Hiền những cái động lực để trên cái con đường thiện nguyện giúp đỡ bà con. Qua đây thì Hoàng Hiền xin được gửi tới tất cả các mạnh thường quân cũng như tất cả các quý vị khán giả cảm ơn chân thành nhất và xin kính chúc cho tất cả các bác cùng toàn thể gia đình sang năm mới 2023 có thật nhiều hạnh phúc, gia đình luôn luôn là an khang thịnh vượng, bình an và may mắn. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Việc các bác sẽ tiếp tục vào chiêm ngưỡng tivi nhà bác Miso đấy, tạo nên rồi. Rồi, lại bật tiếng các bác xem. Do anh Sô tự bìa hình dung là anh Sô anh đang ngồi anh xem. Anh xem TV nha anh ấy. Đấy. Giờ TV nhiều ra nhiều. Đấy. Nghe chưa? Nhạc căng. Các bạn ạ, nhạc ơi là nghe. Thấy chưa? Phấn khởi không? Cả đám. Đấy. Chưa. Nhạc căng. Đẹp chưa sắc màu chuẩn 4K. Đấy. Nó còn rách dưới kìa. Cái nhào táo. Rồi, mách ra các bác xem này. Đấy. Các video. Điều kiện. Đấy. Theo dí thấp xuống. Dưới. Được. Mà nó cũng gửi ấy. Ok. Trang chủ ơi. Ui. Xem các kiểu màu sống động chưa? Màu đậm chưa? Đấy. Tôm men jelly hải tết các kiểu ơi. Đấy, nhạc sống này. Ui. Đấy. Nhạc xuân này. Nghe chưa? Nha. Quá nét luôn. Mừng là phấn khởi cho anh nhá. Quá. Đủ các loa các kiểu. Các kiểu luôn. Ừ. Thế thao xem. Tuyệt vời đấy. Ừ. Rồi, ok. Vẫn khỏi nhá. Mừng đấy. Rồi. Làm chén nước chè. Ok. Mời bác Miso nhé. Các bác anh các chị nước cùng em nhá. Vâng. Đấy, đào thì đã về nhà rồi, hoa thì đã lở kia rồi. Hoa đồng tiền lở rực rồi. Đấy. Có bao nhiêu? Vâng. Bánh chưng là mai gói bao giờ anh số? Hả? Mai gói ngày kia. Bánh mai anh mới gói. Bánh chưng ấy. Bánh mai anh mới gói. Sáng hay chiều? Anh khả năng là gần trưa mai mới gói. Gần trưa mai gói bánh chưng à? Vâng. Đấy. Gần trưa mai cả nhà bà cũng gói mà. Gói cháu gói, anh gói ở đâu? Mua gạo về để cho bà gói. Bà với chị dâu gói không? Vâng. Tuyệt vời. Bây giờ thì Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây. Đấy, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Cái game show rất gọn rồi kìa. Sau bảo hành gì có thứ cần đến cái này. Cho xe vào vâng. Đấy. Đấy.